có thể nói trải nghiệm sinh tồn câu cá. Ôi những con cá lóc suối mọi người ạ, nó còn sống nó nhảy luôn này ha. Wow, nó nóng nó bốc hơi luôn mọi người. Wow, ngon.
Rồi thì nãy giờ cái lòng bác quái nó cũng đã gần 1 tiếng rưỡi 2 tiếng rồi mọi người ạ. Trước khi tôi câu được một con cá lóc suối và một con cá rô phi thì bây giờ chúng ta là sẽ lại thăm cái lòng này ha, để nướng cùng với những con kia luôn. Wow, ở đây có thể nói là cá rất là nhiều mọi người ạ. Wow, dính cá lóc mọi người ơi. Wow, 3 con luôn. Wow, ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ê, thế nha, không. Wow, đúng rồi, đúng rồi.
có thể nói trải nghiệm sinh tồn câu cá. Ôi những con cá lóc suối mọi người ạ, nó còn sống nó nhảy luôn này. Wow, nó rất là mạnh. Một con cá rô phi rất là lớn nha. Nướng này như thế này là gọi là nướng nướng hun khói. Cá nướng chín rất là vàng, ngon lắm mọi người. Là nói là trải nghiệm như thế này là ngon, không còn gì bằng. Rất là may mắn mọi người, hôm nay cá lóc ăn mồi được 1, 2, 3, 4 4 con cá lóc và một con cá rô phi. Kiến mọi người ơi.
rất là nhiều luôn. Những cái con cá trầu này rất là nhanh chín. Ôi giời ơi, rớt hết một cái đuôi rồi. Không biết con cá rô phi này chín chưa. Chúng ta sẽ thưởng thức ngay tại chỗ như thế này ha. Chín rồi mọi người ạ. Có một số con này chín rồi. Cái lóc này thì chúng ta sẽ cạo cái vỏ ra ha. Wow, nó nóng nó bốc hơi luôn mọi người. Wow, ngon. Nói khi mình câu mình đánh bắt được ngay tại suối mình nướng lên như thế này mọi người, cá lóc nó rất là ngọt luôn, ăn rất là ngon, ngon cực kỳ. Hơi xương nó rất ngọt, ngọt lắm rồi. Con cá này có trứng này, đây mình thấy không ạ, nó có trứng à. Khoai quá, khoai. Rồi, con chuột cuối cùng chắc cũng đã chín rồi mọi người ạ. Đây. Thành quả buổi sáng này. Ăn với muối hột, đem ớt theo để đâm ha. Con này thì tôi mới ăn. Đây.
Wow, cá rất là ngon. Wow. Ngon lắm mọi. Nó rất là ngọt mọi người. Nó ngọt, rất là ngọt mọi người.